Kem dưỡng môi Laneige có tẩy tế bào chết cho môi không? Cũng là câu hỏi mà các chị em đang bâng khuâng về dòng sản phẩm ủ môi Laneige này. Hãy cùng shop giúp bạn trẻ đẹp tìm ra câu trả lời cho dòng sản phẩm ủ môi Laneige này nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Trong những món đồ chăm sóc da quen thuộc của phái đẹp, chắc chắn bao giờ cũng có những chiếc mặt nạ. Mặt nạ cho da mặt thì đã quen thuộc rồi, vậy bạn đã bao giờ nghĩ đến mặt nạ cho môi chưa? Nhắc đến dưỡng môi, đa phần mọi người chỉ nghĩ đến son dưỡng. Thực chất, môi là phần da rất nhạy cảm, dễ tổn thương và không hề dễ chăm sóc. Đã đến lúc bạn nên chăm sóc đôi môi của mình chu đáo hơn trước rồi. Ủ môi Laneige là một loại dưỡng môi, mặt nạ môi. Nhiệm vụ chính của sản phẩm là giúp tái tạo tế bào mới cho đôi môi. Chúng hoạt động trong suốt thời gian bạn chìm trong giấc ngủ. Khi tỉnh giấc vào sáng hôm sau, bạn sẽ thấy đôi môi của mình căng mọng, hồng hào hơn hẳn. Khi sử dụng lâu dài, ủ môi Laneige sẽ giúp phục hồi dần các tình trạng như môi khô, thâm sần do dùng nhiều son, mỹ phẩm thời gian dài. Lúc ủ môi, hương thơm kẹo ngọt nhẹ dễ chịu của mặt nạ còn giúp chúng ta thư giãn, dễ chịu để chìm vào giấc ngủ ngon. Điểm đặc biệt của ủ môi Laneige là ngoài dưỡng da môi, nó còn có thể dùng như tẩy tế bào chết môi 2 trong 1. Sau khi ủ môi qua đêm, buổi sáng hôm sau bạn dùng miếng bông tẩy trang hay khăn lau nhẹ sẽ thấy các tế bào da chết môi bong ra. Dưỡng môi Laneige hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán dưỡng môi Laneige hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.